Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá, tập 19 của tác giả Kim Dung. Chương 32: So tài bể lạ. Hoàng Dược sư dùng giọng mũi hừ một tiếng và nói: "Tìm lời nhân đạo để mà che đậy giả tâm của mình." Dương Trần Nhân Người định một mình đọc chiếm cửu âm chân kinh để mà mong đoạt được danh dự võ lâm đệ nhất anh hào à? Hừ, khó mà tội nguyện lắm ngươi bảo là võ công chân kinh đọc nhưng mà đó chỉ là lời nói suông trên cửa miệng của ngươi đâu có bằng chứng xác đáng để mà ta tin được mi tưởng ta là đứa con nít ba tuổi để cho mi gạt gẫm sao chứ dương chân nhân ơi sư đệ cho bá thông hiện tại là tù nhân trên đảo đào qua của ta ngươi muốn ta thả y ra phải có điều kiện mới được trùng dương không đợi hoàng dược sư nói hết liền ngắt lời không cần ngươi nói rõ ta cũng đã hiểu rồi ngươi muốn ta đem chân kinh cho ngươi xem xong ngươi mới bằng lòng tha sư đệ của ta rời khỏi đảo đào hoa phải không hoàng dược sư cười lên ha hả đáp chính thế dương chân nhân quả là thông minh không hổ là toàn chân giáo chủ đoán một cái là trúng ngay trung dương bất thần với tay chộp dưới đất một cái đã móc được một cục đá bị chôn cứng dưới bãi cát cầm gọn lên tay dùng tay ép một cái cục đá liền kêu rơm rớp bể ra từng hòn đá nhỏ bằng đầu ngón tay Trước sự không thể ngờ được như vậy, Hoàng Dược Sư phải giật mình kinh hãi. Loại đá đen này rất cứng rắn là bị chôn dùi giữa biển cát kiên cố dị thường. Dù có dùng sức lực mạnh mẽ của thủ pháp ưng trảo công, cũng chưa chắc chỉ một cái chợp mà đã móc được cục đá trên mấy mươi gần kia lên khỏi bãi cát được. Nhưng trùng dương, chỉ một cái chợp nhẹ nhàng, không chút phí sức, cục đá lớn như chiếc câu xây bột kia đã bị móc ra khỏi bãi cát một cách dễ dàng đủ thấy là sức mạnh của năm ngón tay kia thật là kinh khủng, khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa, Trùng Dương chỉ bóp nhẹ bàn tay có một cái mà cục đá đều bể nát như bột, rơi lạ tả trên mặt đất. Trùng Dương rủ bàn tay, chỉ chừa lại độ dài mươi hòn đá lớn nhỏ cỡ đầu ngón tay. Chàng lại ném mạnh những hòn đá ấy lên không trung. Bay vút lên trên cao, tám trượng, rồi tựa như là hoa rơi sao rụng, rất lạ tả khắp bốn phía. Lúc ấy, Trùng Dương liền gạt bàn tay một cái. Là lùng thay, những hòn đá tự động rơi trở lại vào lòng bàn tay của Trùng Dương không sót một viên. Chàng hiển lộng pha vỏ còng ấy, thật là tuyệt thế vô song, dùng kinh lực của nhất dương chỉ ném những hòn đá lên không trung, rồi dùng nội lực công phát vào chưởng lực để mà hút lấy những hòn đá ấy rơi trở vào bàn tay. Hoàng Dược Sư cũng là một cao thủ hơn người, tất nhiên cũng hiểu rất nhiều. Bàn tay trùng dương bóp thêm một lần nữa, nắm đá trên tay, liền nát dụng như bột. Chàng rải bụi đá ấy xuống đất và nói, Đạo lý của võ thuật tựa như là cục đá lớn này, nếu biết cách ứng dụng cho đúng với sở đắc, thì có thể nghiền đá thành bột được. Nhưng mà nếu không dùng đúng theo đạo, có khác nào như cục đá chết vô tri kia. Cửu âm chân kinh bất quá là một quyển sách chết. Trên thế gian, những võ công tuyệt học, đâu có phải tất cả đều khuôn rập theo sách vở chết kia để mà luyện tập thành tài đấu, hãy căn cứ theo bản lãnh của Tôn Giá mà nói, có thể liệt vào hạng hi hữu trong võ lâm thiên hạ. Dù không có quyển chân kinh kia, Tôn Giá cũng có thể tự luyện cho mình một tài nghệ tuyệt vời. Hà tất là phải bo bo giữ khổ ở trong lòng vì quyển kinh dằn chết ấy, tự chút lấy phiền não, còn thêm sanh sự đa đoan nữa. Trùng Dương thốt ra những lời trên với ý định kính đáo khuyên can y, mong đối phương tỉnh ngộ đừng vì bổn cửu âm chân kinh mà có sự rắc rối không hay cho mình. Nào ngờ Hoàng Dược Sư nghe xong lại càng nổi giận thêm nữa. Thì ra Hoàng Dược Sư là một người tánh khí rất cao ngạo và cố chấp, phàm những người tánh khí cao ngạo, lòng tự ái cũng rất cao. Trùng Dương trước mặt y cố diễn tài nghệ và công lực của chàng. Hoàng Dược Sư đã làm tưởng là Trùng Dương định thị quay với mình. Và Trùng Dương lại nói thêm là một người tập luyện do công nên tự trông cậy vào tài nghệ của mình, đừng có bò bò theo sách vợ chết. Hoàng Dược Sư ngỡ là Trùng Dương có tham vọng đọc chiếm cửu âm chân kinh một mình, cho nên y cười lạnh và nói, Dương Trùng Dương, bất luận là mi qua ngôn xảo ngữ thế nào, ta cũng chẳng để vào tay. Nói tóm lại là nếu chẳng chịu đem cửu âm chân kinh đến, thì đừng có mong đổi được sư đệ của mi. Vậy muốn ta phóng thích sư đệ của mi ra khỏi đảo Đào Hoa, thì bản lĩnh của mi phải làm cho ta khiếp phục sát đất kiệt. Lời nói ấy không khác nào khiêu khích Trùng Dương phải cùng y so tài hơn kém. Trùng Dương buông tiếng cả cười và nói, Dương mẫu này học thuật non kém, làm gì có thể bắt ngươi khiếp phục sát đất được chứ? Vậy ý kiến của tôn giá định thế nào mới gọi là phục sát đất? Xin nói rõ cho bần đạo nghe. quan Dược Sư nói, ta cùng ngươi tỉ thí nhau ba lần, và trong ba lần tỉ thí ấy, nếu ngươi thắng được ta hai lần, ta sẽ thả sư đệ ra ngay lập tức. Trung Dương gật đầu đáp. Một lời đã thốt, bốn ngựa khó theo, xin tôn giá đừng quên lời. Hoàng Dược Sư nói, Đại trưởng phu một lời hứa đáng ngàn vàng, nhưng mà ta cũng cần nói rõ điều kiện hơn. Ba lần tỷ thí ấy đều do ta quyết định, ngươi phải đồng ý nghe theo mà không phản đối, có bằng lòng không? Trung Dương cười lớn và đáp, Cũng được, chúng ta bắt đầu trận thứ nhất đi thôi, ngươi ra ý kiến đi. Hoàng Dược Sư cười một cái rồi buộc chiếc mặt nạ lại nói Lúc nãy ngươi dùng công phu ném đá quả thật là cao diệu ta tự xét về phương diện sử dụng ám khí của mình cũng không đến nổi tệ lắm Trong sự sách xưa có ghi chép những tai thần diệu thiện xạ như là dưỡng do cơ phùng mong phi dệ mấy người ấy có thể trăm bước bắn rớt lá dương ta với ngươi cũng nên dùng bách bộ xuyên dương để mà thử tài nhau ngươi nghĩ thế nào Trùng Dương thầm nhớ lại lần đầu tiên gặp y trên quan đảo đã lãnh giáo qua tuyệt kỹ mãn thiên qua vũ sái kim châm. Theo lời đề nghị vừa rồi thì tất nhiên y là một cao thủ về môn ám khí. Tuy chàng đối với môn võ công nào cũng nghiên cứu đến tận gốc rễ nhưng mà giới ám khí lại không phải là môn sở trường của mình. Hoàng Dược Sư vừa mở miệng đã muốn tỉ thí ám khí với mình rồi. Thần thái chàng không khỏi lộ ra vẻ do dự. Hoàng Dược Sư là người rất khôn ngoan, nhìn sắc mặt của Trùng Dương hơi khác, đã đoán rõ tâm tư chàng ngay, cho nên cười lạnh lùng nói. Toàn chân phái là một đạo chánh tông, nên Dương chân Nhân cho môn ám khí là một tiểu kỹ để đủ rùi không đáng mặt học. Vì vậy mà đối với môn ám khí không được sở trường cho lắm phải thế không? Lời nói của Hoàng Dược Sư vừa mai mỉa là vừa dùng ý thách thức, bắt buộc Trùng Dương không thể từ chối được, nên chàng nhíu mày một cái rồi đáp có gì mà sở trường với không sở trường bần đạo hôm nay đặt chân đến đào hoa đảo phải trái thân để vừa lòng quân tử tôn giá cứ việc nói hết chủ ý được rồi hoàng dược sư thấy đối phương đã bằng lòng thích ý cười lên ha hả và nói được lắm dương chân nhân ta xin nói rõ đây y giơ tay chỉ về phía xa và nói tiếp dương chân nhân nhìn kỹ bên ấy có phải là một hàng cây bạch tiên du không Nhãn lực của Trùng Dương đương nhiên là người thường không thể bị kịp. Chàng nhìn theo ngón tay của Hoàng Dược Sư chỉ, quả nhiên nhìn thấy có một hàng cổ thụ bách tiên du lá nhỏ rất như là đồng tiền. Chúng ta sẽ dùng ám khí ném rơi những lá dâu kia. Trước mặt mỗi người sẽ đốt một nén nhang để định thời gian. Muốn dùng loại ám khí gì cũng được, miễn mà đánh rớt lá cây xuống là được rồi. Kẻ nào ném rơi lá cây nhiều nhất và mau nhất thì kẻ ấy sẽ thắng cuộc sao ngươi có bằng lòng không? Trùng Dương nói ý kiến ấy cũng khá hay nhưng mà lá cây dâu nào cũng đều giống nhau làm sao phân biệt được cái nào của Bần Đạo đánh rớt hay là của tôn ông đánh rớt? Hoàng Dược sư ngẩn người dây lâu rồi bật cười lớn tiếng. À suýt chút nữa ta quên mất thôi thì như thế này phía đông hàng cây dâu kia có mấy cây bàn ta ném lá cây dâu ngươi ném lá cây bàn trước hết là chúng ta nên quét sạch lá nơi cây rừng ấy. Rồi chúng ta thi tài ném lá. Như thế là công bình rồi, không ai gian lận được ai, phương pháp ấy có được chăng chứ? Trùng Dương đến non nước này, chỉ còn nước gật đầu ưng chịu. Hoàng Dược Sư vỗ tay hai cái, thì có hai gã da bọc tiến lên. Hoàng Dược Sư kéo tay Trùng Dương tiến tới chỗ hàng cây dâu. Phía bên kia lại có trồng hai cây bàn thật lớn. Hoàng Dược Sư sai bảo da bọc cầm, quét dọn lá rụng nơi dưới hàng cây sạch bóng không còn một lá, đoạn quay sang nói với Trùng Dương. Bây giờ chúng ta có thể ra tay được rồi. Trùng Dương gật đầu thay lời đáp, gã da bọc liền đốt nhang lên. Hoàng Dược Sư ngồi xếp bằng dưới đất và nói, Bắt đầu. Tay trái, liền dung một nắm kim vàng bay vút lên đám lá um tùm trên ngọn cây dâu. Tức thì trên ngọn cây dâu ấy có tiếng kêu lào xào như tiếng lá chạm vào nhau. Rồi có trên 20 chiếc lá còn xanh ngắt rơi lạ tả xuống đất. Người bên ngoài xem tựa như là một trò chơi trẻ nít, rất dễ dàng nhưng mà sự thật là một tuyệt kỹ khó khăn, ít ai luyện nổi. Ám khí của Hoàng Dược Sư là một loại kim vàng cực nhỏ, tất nhiên không có sức rung động mạnh liệt để cho lá cây tự rơi xuống được. Chỉ có cách duy nhất là phải ném chuẩn xác vào cuốn lá khiến cho lá phải lìa cành mà rơi xuống. Thử nghĩ, tài thiện xạ bách bộ xuyên dương của người xưa phải đứng xa một trăm bước rồi dùng cung tên bắn rơi một chiếc lá đã là khó khăn lắm rồi huống hồ là dùng một mũi kim nhỏ để mình ném rớt cuốn lá tí teo kia hoàng dược sư chỉ dùng tay một cái ném ra hơn hai mươi mũi kim mà mũi nào cũng trúng giữa ngay cuốn lá hơn nữa loại lá kim tiền du nhỏ như đồng tiền ném cho trúng được đã là một cái khó rồi mà hoàng dược sư vẫn ném trúng được không lệch một mũi kim vàng đủ thấy thủ pháp và nhãn lực của Hoàng Dược Sư đã đạt đến độ hí họa thuần thanh rồi. Trùng Dương tự biết thủ pháp ám khí không bị nổi với Hoàng Dược Sư. Nếu cứ noi theo cách thức của Hoàng Dược Sư thì thế nào cũng lãnh phần thất bại chắc mẩm rồi. Nhưng mà Trùng Dương là một giáo chủ của phái toàn chân, đâu có thể chịu nhục một cách tầm thường như vậy. Chàng ngồi xếp bàn tròn trên mặt đất, vận dụng công khí theo bí pháp toàn chân. Chân khí lưu tràn khắp cơ thể, chàng đã có kinh nghiệm về cách luyện nhất dương chỉ trong hang bách cầm lúc xưa. Cho nên chàng liền cởi bỏ tất cả ý nghĩ trong đầu óc, quy tụ thần trí tâm não vào một điểm tập trung cho tam hoa tụ đỉnh, ngũ tâm hướng vào một chiều. Đôi mắt nhấp nháy vài cái, sau đó mở mắt ra, nhìn thẳng ra trước mặt. Cảnh vật liền hiện lên hết sức rõ ràng. Hai cây bàn trước mặt dường như lớn thêm ra gấp mấy lần cho đến rong riêu bám trên vỏ cây cũng nhìn thấy thật là rõ. Đấy là công phu dẫn khí rất thần diệu để luyện nhãn lực như là phép tập thôi miên thuật hiện nay. Trong con nhà võ có câu Dụng trí bất phân, nải nghi ư thần. Tích xưa, có một câu chuyện chàng kỹ xương học bắn có thể chứng minh được sự việc trên. Đời Xuân Thu, có một tay thiện xạ tên là kỹ xương vì muốn cho tòa bắn tinh diệu, cố lặng lội tìm được một vị xạ thủ gian danh đương thời, đó là phi vệ xin làm đệ tử để học cho đành nghề bắn cung. Phi vệ liền bảo kỹ xương về nhà, trải chiếu nằm ngửa ở dưới khung dệt, mở mắt ra thật lớn. Cố nhìn theo con thoi, chạy qua chạy lại trên khung cửi mà không được nháy mắt. Đêm ngày cố chuyên cần, lâu ngày dài tháng sẽ thấy có hiệu quả. Kỹ xương nghe theo lời của phi vệ chỉ dạy, lập tức về nhà trải chiếu nằm lì ở dưới khung cửi, cơm nước vợ con phải bưng đến cho chàng. Trong nhà cha mẹ, vợ con đều tưởng chàng điên, nhưng mà kỹ xương vẫn mặt. Đêm ngày, cứ trân tráo, nhìn vào chiếc thoi qua lại trên khung dệt. Suốt ba năm trời như thế, đôi mắt của chàng trở nên sáng sủa dị thường. Nhận thấy con dơi bò trên tường, thân dơi nhỏ không đầy nắm tay. Kỹ xương liền lấy cung tên ra, nhắm vào con dơi bắn một phát mũi tên xuyên qua tim con dơi không lệch một ly kỹ sương hết sức cao hứng bèn đem chuyện thưa lại với phi dệ phi dệ vỗ tay cười ha hả rồi nói mi khỏi cần học hỏi tài ta nữa xạ thủ của mi đã thành công rồi đấy sau đó kỹ sương trở thành một xạ thủ kỳ tài bắn chết được phùng mông cũng là một tay thiện xạ tài nghệ tương đương với phi dệ chuyện này cho thấy nhãn lực của con người rất liên quan mật thiết với chân khí và nội lực trong cơ thể và một sự thật có thể chứng minh một cách khoa học, chứ không phải là một chuyện tưởng tượng quan đường. Dương Trùng Dương vận dụng nội công để tăng tiến thêm sức nhìn của mình xong, chàng liền giơ tay quơ trên mặt đất một cái, hốt lên một nhúm cát, dùng hộp cát thay thế ám khí để mà bắn rơi lá cây. Chàng cũng y theo phương cách của Hoàng Dược Sư, mỗi hộp cát đều bắn trúng vào cuốn lá, khiến cho lá bàn trên cây từng loạt, từng loạt rơi rào rào trên mặt đất. Hoàng Dược Sư thấy kích thước của chàng bắn rơi lá bàn như thế, trong lòng quy hết sức kinh hãi Vì công phu ném kim vàng để bắn rụng lá cây của chính y, y đã phải luyện cả mấy năm trời trên đào hoa đảo. Và cũng là một môn tuyệt kỹ đắc ý nhất của mình. Hoàng Dược Sư cứ ngỡ rằng dù cho trùng dương tài nghệ cao cường thế nào, cũng không làm sao mà bị được môn công phu độc đáo vô song quy. Nào ngờ, trùng dương chân nhân xuất kỳ bất ý là có thể chuyển bại thành thắng dùng nội công để mở rộng nhãn quan áp dụng công phu nhất chương chỉ để búng cát thay thế âm khí trong túi của hoàng dược sư có kim vàng nhiều lắm cũng độ bốn năm trăm cây là cùng còn trùng dương trái lại kề sẵn bên chàng các hộp có hàng hà xa số dùng mãi chẳng bao giờ hết cứ mỗi bún cát bắn ra là một nắm lá rụng như mưa rơi xuống đất kim vàng của hoàng dược sư có hàng số nhất định mà cát trên đất thì bất tận nếu kéo dài thời gian đấu nhau như thế này, y cũng lãnh sự thất bại không chạy vào đâu được. Hoàng Diệt Sư cứ thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn sang đối phương, thấy lá của hai cây bàn kia liên tiếp rụng ào ào như mưa rơi trên đất, y sốt ruột đến mồ hôi đầm đìa khắp đầu. Trung Dương nhìn thấy thần thái bồn chồn thấp thỏm của Hoàng Diệt Sư, chàng bất giác cười thầm trong bụng, nhưng mà ngoài mặt giờ như chẳng để ý đến Hoàng Diệt Sư và đang lắng tụ tất cả tinh thần búng từng nắm cát lên ngọn cây bàn. Hoàng Diệt Sư bỗng sực nghĩ ra một quỷ kế, nơi chỗ y ngồi cách xa trùng dương không tới một trượng, y bèn khẽ giơ tay phát ra một luồng chưởng lực khiến cho tất cả những hộp cát mà trùng dương đã dùng nhất dương chỉ bắn ra đều bị thổi bay tuột ra ngoài miếng đất trống ở phía trái hai bên gốc cây bàn. Mưu gian lận của Hoàng Diệt Sư tất nhiên là trùng dương đã kịp thời phát giác ngay nhưng mà chàng là người đại trí giả dờ kẻ ngây ngô ngoài mặt cứ vẫn điềm nhiên như là không hề hay biết, lại hốt lên nhóm cát thứ hai, búng thẳng vào không trung. Hoàng Dược Sư cứ ngỡ rằng chàng lại dùng nắm cát ấy để bắn rơi lá bàn, cho nên theo mưu lược cũ, tay trái phất nhẹ ra một luồng chưởng, định thổi những hộp cát kia bay trợt ra ngoài như lúc nãy. Nào ngờ, những hộp cát kia trùng dương chỉ ném lên cao thôi, chứ không phải để bắn vào lá cây. Đợi lúc Hoàng Dược Sư vừa đẩy chưởng tới chàng lật tay nhanh như cắt đẩy ra một chưởng đón lại chưởng của chàng đã sử dụng bảy thành chân tức mà chưởng lực của hoàng dược sư chỉ khẽ dùng sức nên phát ra không được mạnh lắm cho nên ngọn kình phong của trùng dương đẩy lui trở lại và đám cát ấy cũng bay theo ngọn chưởng lực bay áp đến hoàng dược sư không ngờ là con người trầm lặng như trùng dương lại trí mưu lắm kế nên ơ hờ chẳng chút đề phòng khoảng cách của hai người rất gần cô muốn tránh cũng không còn kịp nữa bị hết mấy hộp cát bay vào con mắt xuống sang không sao chịu được. Như vậy, nhãn lực của y bị ảnh hưởng rất nhiều, không thể nào ném kim vàng ra cho chuẩn được. Hoàng Dược Sư dội xoay chiều luồng trưởng phong, đánh tắt đầu nhang đang cháy của trùng dương rồi nói. Đủ rồi, chúng ta hãy đếm coi bao nhiêu chiếc lá được đánh rơi trên mặt đất. Trùng Dương biết y ló mòi ăn vàng ra, nên cười khẽ một cái rồi đứng dậy bước theo. Sau khi đếm xong thì kim vàng của hoạch dược sư làm rụng được 116 chiếc lá dâu. Còn trùng dương dùng cát ném rớt 130 chiếc lá bàn đồng một thời gian. Một đoạn nhang cháy như nhau đã hơn được hoạch dược sư 14 chiếc lá. Hoạch dược sư sắc mặt tái xanh, trùng dương nhìn thấy mỉm cười hỏi y. Sao? Trận này ông thắng hay là tôi thắng? Chờ ông nói rõ cho bần đạo biết. Hoạch dược sư trợn mắt sừng sổ đâu có thể bảo là ta thua được. Mi đã dùng quỷ kế thổi cát bay vào mắt ta thì làm sao có thể bảo ta chịu thua được. Trùng Dương biết rõ tánh y cổ quái và rất bướng bỉnh, chẳng thấy không nên cãi với y, cho nên đấu dịu. Thôi được rồi, chuyến này chúng ta kể như là hòa nhau, không ai thắng ai vậy. Hoàng dược Sư sắc mặt mới dịu lại và nói, Phải, lần này thì kể như quề, còn lại hai lần sẽ định thắng bại, ta đã sẵn dự tính rồi. Trung Dương bèn nói Tôn giá muốn tỉ thí cách nào xin cứ tùy thích. Hoàng Dược Sư tặng hắn một tiếng và nói Ám khí đã tỉ thí với nhau rồi chúng ta lần này thi một cách phân minh hơn chúng ta sẽ đấu trưởng nhau ở trên không trung. Trung Dương chưa hiểu cách đấu trưởng ấy ra sao nên vội hỏi Cách đấu trưởng trên không trung ra sao? Hoàng Dược Sư lấy tay chỉ vào khoảng cách giữa hai cây bàn và hàng cây dâu nói Chúng ta dùng hai lùm cây kia tạm làm lôi đài để thử tại nhau. Dùng khinh công mỗi người nhảy lên một ngọn cây. Sau một tiếng hô, ta sẽ nhảy qua và ngươi sẽ nhảy lại. Và trong thời gian hai người qua mặt nhau, mỗi người dùng bất kỳ quyền hay là cước để tập kích đối phương. Cứ lần này rồi đến lần khác, nếu người nào ở giữa trời mà thất chiêu rớt xuống đất, không đáp được trên ngọn cây, thì người ấy kể như là thua trận. Trùng Dương nghe xong, mắng thầm ở trong bụng. Cái tên chết bầm này! thật là quý kế đa đoàn thì ra hoàng dược sư đưa ra phương pháp tỉ thí xem thì rất công bằng tài nghệ bản lĩnh luyện tập của mỗi người một người muốn đứng trên ngọn cây đều phải cậy vào công phu khinh công đề khí của mình mới không rớt xuống đất nếu như từ một ngọn cây này nhảy qua một ngọn cây khác càng khó hơn nữa như một con người tài nghệ như trùng dương đứng trên ngọn cây mượn sức dùng sức để mà nhảy qua ngọn cây khác chẳng có gì khó lắm cái khó là ở chỗ thân hình còn ở lưng chừng giữa khoảng không mà đối phương với kẻ địch. Một mặt lại phải chống đỡ chiêu kế và phản công lại đối phương. Trùng Dương từ lúc luyện thành tài nghệ đến nay đã trải qua lắm phong ba bạo tố khinh người. Đối với lời yêu cầu của Hoàng Dược Sư như thế, chàng đâu có lý chịu nhục tìm lối thoát. Cho nên chàng gật đầu nói, hay lắm, trò chơi mới lạ, kể cũng thú vị lắm đây. Hoàng Dược Sư thấy chàng gật đầu đáp lại mà không một chút do dự. Trong lòng y mừng thầm, vội nhúng chân dù một cái, thân hình đã chễm chệ trên ngọn cây rồi. Trùng Dương thấy y lúc tung mình nhảy lên, hai vai chẳng chút động đậy, người y nhẹ nhàng như một chiếc lông hồng. Xem lại thân pháp của y với lúc giao đấu nhau trên quan đảo, ở ngoài Hoàng Hải đã tiến bộ xa dược bực. Chàng gật đầu thầm ngợi khen bản lĩnh siêu việt của đối phương tay áo chàng khẽ phất một cái, nhảy mắt đã đáp gọn trên ngọn cây bàn. Mấy tên da bọc tâm thấy khinh công siêu tuyệt của hai người, tuy là không phát ra tiếng nói để mà khen ngợi, nhưng mà cũng ô ồ, in oải điếc cả tai. Chương 33 tỷ võ trên không Hoàng Dược Sư thấy Trùng Dương đã theo mình đáp lên ngọn cây, y liền hú lên một tiếng lạnh lót, thân hình y tựa như là một con chim hạt bay lượn giữa tầng không, nhảy vút trở qua, trùng dương không chút chậm trễ người của chàng tựa như là chim nhàn xuyên mây phi mình nhảy rút trở lại cũng trong thời gian ấy mọi người nhìn thấy hai đối thủ dường như là sắp tông vào nhau giữa khoảng không vậy hoàng dược sư nhanh tay giành trước công thế tả trưởng xòe ra hữu trưởng đấm ra một quyền hai ngón tay trái như chiếc kéo tấn công vào hai mắt trùng dương y ra tay ở giữa khoảng không thì trùng dương chỉ có hai cách để mà tránh khỏi mà thôi Cách thứ nhất là nghiêng đầu qua một bên để tránh. Cách thứ hai, tung trưởng ra đón lại. Và như vậy là trúng ngay kế hoạch quy rồi. Hai ngón tay của Hoàng Dược Sư điểm ra có thể hoặc hư hoặc thật. Bất luận cho Trùng Dương nghiêng đầu né tránh cách nào hay là dung trưởng đón đỡ ra sao. Y chỉ cần mượn sức của đối phương một chút là có thể xoay người, sử dụng cướp pháp, tạo dịp để mà đá vào hạ bộ Trùng Dương. Và như vậy, thế nào đối phương cũng sẽ bị thua ngay. Trùng Dương là một nhân vật lão luyện, làm gì nhìn chẳng thấy dụng ý của đối phương, cho nên nói thầm trong bụng. Thế đánh nửa hư nửa thật của Mi, mà Mi cho rằng thượng sách kia chỉ có thể gạt gẫm những kẻ võ công tầm thường thôi, chứ làm sao mà hạ được ta. Trùng Dương chẳng thèm tránh né, nhắm thẳng vào hai ngón tay của Hoàng Dược sư, lao thẳng tới, và như vậy đã xảy ra ngoài ý liệu quy. Hoàng Dược sư giật mình kinh hãi, y đối với Trùng Dương chẳng có chút gì thù hận nếu hai ngón tay cứ chĩa thẳng tới thì trùng dương thế nào cũng bị đuôi mắt ngay. Đối phương đảm lược lớn như vậy chắc hẳn là cậy vào tài nghệ cao tuyệt của mình. Hoàng Dược Sư hơi có chút hồ nghi cho nên bất ý cuốn hai ngón tay trở lại. Phàm những tay cao thủ đấu với nhau chiêu thế đều nhanh như điện chớp. Chỉ một cái nháy mắt trước hay sau là có thể quyết đoán được sự sống chết và thắng bại giữa đôi bên. Hoàng Dược Sư chỉ hơi do dự trong một tích tắc đồng hồ, liền cảm thấy nơi dưới nách tê nhói lên một cái, chỉ lực liền bị quá dại ngay tức khắc. Thì ra, quyệt trương môn nơi dưới nách, chỗ eo lưng đã bị ngón tay của Trùng Dương điểm nhẹ vào. Mà trương môn quyệt là một trong 12 quyệt đạo tê mỏi của con người. Nếu bị điểm phải, toàn thân sẽ mềm nhũng mất cả sức lực. Hoàng Dược Sư vô cùng kinh hãi, dội vận khí để bảo vệ quyệt đạo của mình. Nào ngờ, chàng vừa dẫn khí lên thì thân hình đã rơi thẳng xuống đất kêu bọt một tiếng. Trùng Dương vẫn ung dung nhẹ nhàng tung mình đáp lên một ngọn cây đối diện buông tiếng cười ha hả nói Đấu trưởng nhau ở trên không ra sao hơi Hoàng Huynh bằng đạo cảm ơn Hoàng Huynh đã nương tay cho. Hoàng Dược Sư không ngờ được là mình chỉ mới ra tay đã nhào xuống đất rồi. Y tự nghĩ là vì có chút lòng nhân từ mà thành ra bị thua cài cú cho nên y lật mình đứng dậy gọn gàng và nhảy dựng lên nói không cái cái đó là ta vì nhường mi không thể kể thua được trùng dương cười lớn và nói tại sao lại không kể được hoàng dược sư đáp rõ ràng là ta có thể thọc tay làm mù mắt nhưng mà mi lại xong bữa tới ta tự nghĩ giữa ta và mi chẳng có thù oán nhau cho nên không nỡ hạ độc thủ nên chậm tay một chút vì vậy mà để cho mi thừa cơ tìm cách thắng thắng như vậy không được đâu. Bắt đầu làm lại đi. Trùng Dương cười khà khà một tràng dài và hỏi. Hay lắm, nếu Hoàng Huynh chưa chịu phục thì đừng nói tỷ thí nhau một lần nữa mà cho đến thêm một trăm lần. Bân đạo cũng xin dân. Lên đây, lần này thì đừng có nương tay nữa nha, nghe chưa? Hoàng Dược Sư sắc mặt giận đến tái xanh, chẳng nói chẳng rằng tung người nhảy lên đứng ở trên cây bàn. Và như vậy Y và Trùng Dương đã trao đổi nhau vị trí của mình. Hoàng Dược Sư lầm lì, tung mình trên ngọn cây bàn, phi dút qua hướng Trùng Dương, tựa như là một mũi tên lửa xuyên không. Trùng Dương cũng từ trên ngọn cây dâu bay dục trở lại. Hoàng Dược Sư tập trung cả tinh thần, dẫn khí khắp châu thân tông mạnh vào người của Trùng Dương. Y dự định làm như thế, hai người sẽ đồng loạt rơi xuống đất và chân quy vừa chấm đất, Y sẽ nhảy dút trở lên trước và như vậy y sẽ thắng được trùng dương keo này nào ngờ thân hình quy lao thẳng vào người trùng dương chỉ khoảng cách độ hai thước nữa thì bất thần trùng dương giơ một ngón tay ra trước mặt hoàng dược sư cảm thấy trước thân hình của đối phương có một bức tường vô hình bằng khí kình ngăn đứng thân hình quy lại hoàng dược sư không dằn được sự kinh hãi trong lòng thì ra trùng dương đã dùng công phu nhất dương chỉ và chỉ dùng đến ba thành công lực khiến cho hoàng dược sư không thể xông đến gần được mà còn bị tiềm lực nhất dương chỉ đẩy lui trở lại trùng dương lại xòe bàn tay phải đưa ra cách người chàng độ một thước án vào khoảng không phía trước mặt của hoàng dược sư rồi tựa như là tiên bà dắt con thơ đi dạo mát chăng bước từng bước đẩy lui hoàng dược sư trở về nguyên vị trên đỉnh cây bàn và trùng dương cũng đáp nhẹ lên ngọn cây bàn ấy hai người trong một thời gian suýt soát nhau cùng đến ngọn cây không một ai rơi xuống đất cả. Chỉ có điều hơi khác là trùng dương thì tiến tới mà Hoàng Dược Sư lại bị đẩy lùi. Như vậy, Hoàng Dược Sư cảm thấy còn xuống sang hơn là bị rơi xuống đất nữa. Đối phương đã dồn y thối lui ra sao, trông nhẹ nhàng như là một con diều giấy, có buộc nhợ vậy. Hoàng Dược Sư là một người tự phụ kiêu ngạo, đã quen, đâu có thể chịu đựng sự nhục nhã đến như thế. Trùng Dương cười khẽ một cái và nói, Hoàng Huynh, lần này cũng lại quê nữa rồi, khỏi cần so tài thêm vô ích. Hoặc dược sư vẫn không chịu được, y nhúng chân phi mình dù lên một tiếng, nhảy cao khỏi ngọn cây hơn ba trượng. Trùng Dương cười ha hả và gọi to. Chúng ta tỉ thí thêm một lần nữa vậy. Gót chân của chàng điểm nhẹ vào cành cây, thân hình chàng cũng tung bổng lên nửa lưng trời đối diện với Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư thấy đối phương vừa tung mình nhảy theo, y liền phất nhẹ cánh tay áo tức thì một chùm kim vàng lấp loáng đầy trời như là mưa rơi rít lên vèo vèo. Tất cả đều bay dút vào mặt của Trùng Dương. Trùng Dương không chút bối rối, dùng tay áo phát ra một luồng cương khí, tựa như một ngọn gió thổi đủ đánh rơi tất cả những mũi kim vàng của đối phương, đồng thời phất nhẹ tay áo bên phải đánh vào mặt của đối phương. Hoàng Dược Sư lành như cắt, giơ tay chộp một cái, định dùng thủ pháp cầm nã để mà xé rách tay áo của Trùng Dương. Nào ngờ tay áo trùng dương linh hoạt như là một con rắn biển lẹ như chớp đã dòng trở lại cuốn gọn cườm tay hoàng dược sư tiếp theo chàng đẩy mạnh cánh tay một cái sức mạnh cái hất ấy rất kinh khủng hoàng dược sư không tài nào mà gượng được liền bị đẩy bật trở ra trên hai trượng trong lúc cấp bách hoàng dược sư chẳng còn kịp thì giờ để mà dùng thuật đề khí kinh công tìm một ngọn cây đáp xuống hai chân chới giới trên không và bột một tiếng thật lớn y đã rơi phịch xuống đất, té như là trái dừa khô rụng. Trùng Dương ung dung đáp trở xuống ngọn cây bàn nhẹ nhàng, không một chút sao động. Nơi Hoàng Dược Sư rớt xuống lại vừa vặn nơi mấy tên da bọc câm đang đứng xem. Trong bọn có một tên thấy chủ nhân của mình bị té một cái đít đáng như vậy, liền buộc miệng, cười khẽ một tiếng. Nào ngờ Hoàng Dược Sư vừa chạm xuống đất, đã lập tức nhảy dậy gọn gàng. Thấy rõ tên da bọc câm đang mỉm miệng cười, y chẳng phân biệt phải trái liền quát to một tiếng dùng tay đấm ra một chưởng làm cho gã da bọc kia bay cao hơn ba trượng tim phổi đều bị dập nát rớt phịch trên bãi biển gần đó chân tay chỉ duỗi được có mấy cái là tắt thở trùng dương thấy hoàng dược sư vì thua mình cho nên bực tức giết thuộc hạ để hạ giận chàng hết sức bất nhẫn dội phi thân nhảy xuống đất cúi đầu chắp tay và nói vô lượng thọ phật thắng bại tài nghệ nhau là chuyện thường sự thôi hà tất phải bực mình như vậy chứ lại còn giết hại mạng người nữa tôn giá làm như thế bần đạo không dám lãnh giáo nữa đâu hoàng dược sư giọng hầm hực đáp chuyện này của riêng ta không ăn thua gì đến mi đừng có lên mặt từ bi giả nhân giả nghĩa nói thật cho ngươi rõ là những cái tên câm này đều là những tên đại gian đại ác trong thiên hạ ta đưa đến đảo đào hoa này làm cho chúng câm đi thích giết là ta cứ giết mi là người ngoài đâu có quyền can dự đến quyền hạn của ta chứ lời nói của hoàng dược sư vừa rồi rất đúng sự thật vì những gã câm ở trên đảo đào hoa này không người nào là lương thiện cả lúc chưa bị câm chúng là những tên phi nghĩa phi nhân trộm cắp bất lương gian dâm vô đạo đầu trộm đuôi cướp vân vân tư tưởng của hoàng dược sư rất kỳ quặc sự kiến giải của y khác hẳn với người thế tục y tự cho rằng những kẻ cực kỳ gian án như thế mới có thể hợp với tâm tính quỳ và làm kẻ hầu người hạ vừa ý quỳ được. Châu Bá Thông lưu lại trên đảo gần 10 ngày trời, vẫn không rõ được sự ấy, huống hồ, Trùng Dương vừa mới đến đây. Trùng Dương thoáng ngạc nhiên giây phút rồi nói, À, thì ra là vậy, trận này kể như hòa nhau. Hoàng Dược Sư rít lên, nói bậy, ai mượn mới nhường nhịn, trận này ta bị té hai lần, dù chẳng thua thì kể như cũng đã bại rồi, còn lại một trận chót chúng ta tiếp tục đi thôi trung dương nói thôi khỏi cần tiếp tục nữa tỉ thí thêm một trận chót cũng chẳng có lợi ích gì ta hết muốn chơi rồi quan Dược sư ngạc nhiên hỏi tại sao thế mi nói như vậy nghĩa là sao trung dương đáp lần thứ nhất cùng môn huynh thử tài ám khí thì huề nhau chẳng ai hơn ai lần thứ hai bần đạo may mắn được tôn huynh cho thắng một trận như vậy kể như là bần đạo được một thắng và một quà. Nếu lần thứ ba so tài nhau mà huynh thắng được bần đạo lại cũng té ra một thắng một quà thì biết ai cao thấp để mà quyết đoán kẻ thắng người bại được. Hoàng Dược Sư đáp Nếu có như vậy ta cũng bằng lòng thả sư đệ của ngươi ra lập tức. Y vừa thốt ra câu ấy xong trong lòng lại thấy hối tiếc ngay. Hối tiếc cho sự lỡ lời của mình. Như vậy chẳng quá ra trùng dương dù thắng hay bại cũng cứu được cho bá thông ra khỏi tay của mình thì còn đâu hy vọng bắt buộc trùng dương phải đưa cửu âm chân kinh ra nhưng mà suy nghĩ giây phút đã tìm được một diệu kế bèn tiếp lời này dương Trần nhân trước khi chúng ta so tài nhau trận thứ ba này ta sực nhớ đến lần đầu tiên chúng ta đã gặp gỡ nhau trên quan đảo giữa biển hoàng hải mấy năm về trước trùng dương đáp phải Lúc ấy tôn giá còn bày kỳ môn bát trận để mà đón tiếp người khách không quen này. Hoàng Dược Sư cười đáp, lúc ta mới bắt đầu học kỳ môn bát trận thôi, cho nên thạch trận còn nhiều sơ hở, bị người giải phá một cách dễ dàng. Mấy năm nay, ta lập căn cứ trên đào hoa đảo đã nghiền ngẫm kỹ sự sanh khắc của ngũ hành biến hóa và môn học bát trận rồi. Tuy không được hoàn hảo cho lắm, nhưng cũng có một chút sợ đắc ta đã phí bao nhiêu tâm cơ bố trí trên địa thế của hòn đảo đào hoa này sắp đặt từ ngọn cây ngọn cỏ từng hòn đá gốc hoa đều án theo vị trí của trận kỳ môn theo hình thể sanh khắc của ngũ hành xin mời dương chân nhân nhảy lên đỉnh ngọn cây ngắm thử một chút xem có chỗ nào cần chỉ giáo thêm chăng trùng dương nghe xong khẽ rùng mình thầm lo ngại vì lúc chàng mới đặt chân đến đảo đào hoa cũng thấy sự bố trí của hòn đảo này rất cổ quái. Này đối phương đã nói như thế thì chẳng còn lý do nào mà từ chối. Chàng liền tung mình bay vút lên một ngọn cây thật cao gần đó. Trùng Dương đứng vững trên ngọn cây đưa mắt quan sát khắp bốn phía của hòn đảo, buộc miệng khen cho trí cơ quyền diệu và sự dụng tâm tinh tế của Hoàng Dược Sư. Thì ra, dưới tầm mắt của chàng, trong vòng 7 tám dặm vuông gần đó là cả một biển xanh cây cối hoa cỏ mới nhìn vào là rừng cỏ cổ thụ rậm rạp um tùm biên biết một màu xanh thẳm kia thì thấy phong cảnh thật u nhàn nhưng mà nếu nhìn kỹ một chút không biết cơ mang nào là trận đồ trùng trùng điệp điệp không sao đếm xiết khúc khuỷu quanh co chẳng biết đâu là đâu tựa như là một màn lưới nhện nơi nào cũng có lỗ nhỏ như mắt cáo mà thật ra có từng mảng lưới chằng chịt đợi chờ lọt vào đấy thì đừng hòng ra khỏi được trùng dương Đối với kỳ môn bát trận, ngũ hành sinh khắc tương liên, chàng đã nghiên cứu tin tưởng và cũng được sư phụ Thanh Hư Chân Nhân chỉ dạy rất rành rẽ. Nhưng mà hiện giờ nhìn thấy kỳ môn bát trận đào qua đảo này, biến quá, hết sức phức tạp, bố trí lại kỳ dị, khúc khủy tuần hoàng, thật khó mở ước lượng. Trùng Dương kiến thức thông kim bát cổ cũng không thể nào thấu triệt những bí mật kỳ diệu ở bên trong. Chàng đang nhìn xem đến xuất thần, bỗng sau lưng có tiếng gió lạ vội quay đầu nhìn lại thấy hoàng diệt sư cũng nhảy lên theo đứng trên một nhánh cây gần bên chàng mỉm cười hỏi một chút tiểu kỹ bắt rùi ấy có thể làm bẩn mắt pháp nhãn của trưởng giáo toàn chân chăng trùng dương khẽ gật đầu cười nói biết nhau không mấy năm chẳng ngờ kỳ môn bát trận của hoàng huynh tinh tiến một cách vượt bực như thế đáng mừng đáng phục thay Chắc là Hoàng Huynh muốn bần đạo rảo khắp kỳ môn bá trận này một chuyến có phải không? Hoàng Dược Sư nói to, Dương chân Nhân đã nói quá lời rồi, chúng ta đâu phải là khổng minh với là tư mã trung đạt, dùng trận đồ để mà đấu nhau. Đây này, chúng ta so tài nhau trận thứ ba bằng cách này vậy. Mời Dương chân Nhân nhích lại gần đây. Y chỉ tay vào góc đông nam của đào hoa đảo và nói tiếp, chân Nhân hãy nhìn kia nơi có một tòa trúc đình xanh thẩm đấy, có thấy không? Trùng Dương là người đã luyện qua công phu nhất dương chỉ, cho nên nhãn lực của chàng tinh sáng hơn người thường. Chàng nhướng mắt, nhìn kỹ về hướng đông ở trong rừng cây xanh ôm kia, quả nhiên lấp ló một đài cao bằng đá trắng. Cái thạch đồ ấy chiếm một khoảng độ 10 thước vuông. Trên có cất một mái đình, tuy là đơn sơ, nhưng mà rất u nhàn thanh tịnh. Hoàng Dược Sư vừa lấy tay chỉ vừa nói, Máy trúc đình ấy ta đặt tên là Thí Kiếm Đình. Trên cột đình có hai câu đối liễn mà Bình Xanh ta rất thích. Đó là trong đội kỳ la chung thần kiếm giữa tiếng trống tiêu có khách tinh. Trong toàn đảo Đà Hoa chỉ có duy nhất mái trúc đình ấy thôi. Đây là do ta thường đến để mà hóng mát dưỡng thần. Trùng Dương tự nhủ. Cái người này bản tính, hành vi tuy là nhuộm đầy tà quái, nhưng mà con người của y lại thoát tục khác thường. Chàng lại nghe Hoàng Dược Sư nói tiếp Ta sẽ ở lại thí kiếm đình Đốt ba nén hương để đợi tôn giả đến Nếu ba nén hương ấy Đã nối tiếp nhau cháy hết Mà Dương chân Nhân vẫn chưa đến Thì kể như là chân Nhân Chưa lãnh hội được sự quyền diệu Kỳ môn bát trận trên đào hoa đảo của ta Và nếu thế Thì kể như Hoàng Mổ đã thắng được trận này vậy Trùng Dương cười to lên nói So tài cách ấy thì cũng rất hay Đã không bẻ mặt nhau nữa cũng chẳng mất niềm hòa khí của đôi bên. Tuyệt lắm, một lời đã định Dương Mổ trong thời gian ba nén hương sẽ đến hậu giá tại Thí Kiến Định. Hoàng Dược Sư liền hất tay ra giấu bọn da bọc câm. Trong bọn liền có một tên câm đốt một trong ba nén nhang đưa tất cả cho Trùng Dương. Trùng Dương ngạc nhiên hỏi, chi vậy? Gã da bọc câm đưa tay chỉ về hướng đông nam. Trùng Dương vội quay đầu lại nhìn, thì Hoàng Dược Sư đã biến đi đâu mất dạng rồi. Trùng Dương mới sực hiểu ra gã da bọc câm đưa ba cây nhang nối liền nhau thành một cây và đốt cháy một đầu là do theo lời của Hoàng Dược Sư dặn dò. Hoàng Dược Sư hẳn định cho chàng trong vòng ba cây nhang phải đến thí kiếm định và cũng để được công bằng cho nên trao cho ba nén nhang cũng y như nhau để mà làm chuẩn thời gian. Trùng Dương nhận lấy ba nén nhang xong liền tung mình nhảy lên một ngọn cây bá nhìn lại vị trí của thí kiếm đình chàng ước lượng khoảng cách từ đây đến đó độ 5 dặm đường Mái đình này nếu tính theo vị trí tám quẻ của vụ khi thì nhất định phải kiến trúc trong hai quái dị tế và thái trung của quẻ ly nếu chiếu theo bát trận của khổng minh mà nhìn thì ở gần cửa trận hưu môn trùng dương ghi nhớ xong vị trí của mái đình liền tung mình nhảy trở xuống đất nhắm hướng đông nam lướt đi nhiều bay trùng dương chân nhân án theo phương vị phục khi bát quái mà tiến vào trận kỳ môn. Chàng nhẩm tính phải từ nơi xuất phát vượt qua đông 17 cửa rồi rẽ sang phía tây 15 cửa, tức là đi rảo qua được 32 tầng môn hộ và như vậy có thể đến được giao điểm của hai quẻ Di Tế và Thái Trung. Nói một cách khác là đã đến vị trí thí kiếm đình rồi. Trùng Dương một tay cầm ba nén hương, tay kia bấm từng đốt tay để mà nhẩm tính bước đi miệng thì lẩm bẩm đếm, chân bước đi không ngừng, len loại giữa biển rừng qua, dòng bên hữu rẽ sang tả, đi như thế độ thời gian một bữa cơm. Đã đi hết 35 tầng cửa trận, đúng theo tám quẻ của Phục Hy. Chàng tưởng đầu như vậy là sẽ đến ngay đích là thi kiếm định, nào ngờ nhìn thẳng ra phía trước, vẫn là rừng cây mù mịt hoa lá um tùm mà chẳng thấy bóng dáng mái Thi kiếm đình đâu cả đồng thời nén nhang cầm trên tay nén thứ nhất đã cháy chỉ còn một khúc độ nửa tất là hết. Trùng Dương hết sức sốt ruột, chàng liền phi thân nhảy lên một ngọn cây bàn gần đó nhìn quanh bốn phía. Và kỳ lạ thay, tòa thí kiếm đình kia vẫn còn cách xa độ năm dặm ngoài. Té ra lộ trình từ nãy giờ, chàng đã đi qua kể như không, và bao nhiêu tính toán của chàng đều sai bét cả sao. Các bạn vừa nghe xong tập 19 Giở Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo thân ái chào tạm biệt